Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình thấy thú vị. Và hôm nay sẽ là hai quyển của Stephen Hawking, Lược sử thời gian và Vũ trụ trong vỏ hạt giả. Lược sử thời gian còn có 12 chương được viết trước, sau đó mới đến Vũ trụ trong vỏ hạt giả cũng có 7 chương, nhưng mà nó lại là bản dễ hiểu hơn của Lược sử thời gian. Nó cũng dày hơn vì có nhiều hình ảnh minh họa hơn, nhiều cái thông tin liên quan đến lịch sử của các nhà khoa học hơn. Nói chung mình thấy nếu mà lựa chọn một trong hai thì đi đọc cuốn này. Nhưng mà đối với mình, đọc hai cuốn này thực sự là một thử thách vô cùng to lớn. Bởi vì nền tảng vật lý của mình rất là kém. Ngày xưa cứ đi học thì mình rất là tệ các môn tự nhiên, trong đó có môn vật lý. Chính vì vậy những vấn đề nào thuần vật lý được trình bày trong sách không thể hiểu được thì mình auto bỏ qua. Và mặc dù không thể hiểu hết được 100%, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó rất là thú vị. Bởi vì nó nói về vũ trụ. Vũ trụ này hình thành như thế nào và nó đang vận hành ra làm sao. Nôm na theo cách hiểu của một người ngoại đạo như mình thì nó là câu chuyện của con gà và quả trứng. Hai cái đó cái nào có trước? Chọn một cái ha, quả trứng đi. Nếu mà quả trứng có trước, vậy thì ai, cái gì đã tạo nên quả trứng cùng với con gà ở bên trong? Hợp lý nhất đó chính là sự tồn tại của Thượng Đế. Chính Thượng Đế đã tạo nên vũ trụ với hình hài như thế này, cùng với những chuyển động mà chúng ta đang thấy như bây giờ. Vậy thì ai, cái gì đã tạo nên Thượng Đế? Và Thượng Đế có hình hài như thế nào? Lần quần vậy đó. Nó tóm lại là đến tận bây giờ thì các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi nhau rất nhiều về vấn đề này. Tuy nhiên mọi người đều đã thống nhất được điểm chung. Đó chính là thuyết tương đối được Einstein trình bày năm 1915. Thuyết này nói rằng không thời gian không phẳng mà nó cong. Và nó cong như thế nào? Tại sao lại cong? Đọc hai cuốn này, hiểu được tới đâu thì tùy vào khả năng của bạn. Và bởi vì không thời gian cong cho nên nó mở ra khả năng du hành thời gian. Cái xác suất để xảy ra điều này á, mặc dù nó rất là nhỏ, siêu nhỏ, nhưng mà nó vẫn còn để ngỏ. Và sau khi mình đọc xong hai quyển này thì mình rút ra được 3 điều. Thứ nhất, Stephen Hawking quá là thú vị và có quá nhiều điều đáng để mình học hỏi. Mình thích cái cách mà ông lựa chọn ngôn ngữ vô cùng đơn giản, rất là ông ngoại luôn, để giúp cho những người bình thường có thể hiểu được những vấn đề khoa học. Tiếc là mình chỉ là người tầm thường chứ không được bình thường, nên mình cũng không có hiểu lắm những cái vấn đề mà ảnh nói. Mình ok, mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm đâu. Mình rất là thích cái cách mà Stephen Hawking đặt vấn đề và rút ra kết luận một cách đầy khoa học, bất ngờ và thú vị. Mình rất là thích cái cách mà ảnh Stephen Hawking đã lắng nghe một cách khách quan và chân thành đối với những ý kiến đi ngược lại đám đông. Và mình đặc biệt bị thuyết phục bởi cái thái độ sống lạc quan vui vẻ của ông, mặc dù thân thể đầy sự khiếm khuyết. Đó là về Stephen Hawking. Điều thứ hai mình rút ra được đó chính là cần phải tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử. Bởi vì mặc dù là cái khả năng xuyên không trở về quá khứ nó rất nhỏ, nhưng mà nó còn để ngỏ đó. Lỡ đâu mà nó xui được, nó rốt trúng mình, thì mình hy vọng mình có thể hiểu được lịch sử để có thể sống tốt ở quá khứ cho đến khi tìm được cách trở về hiện tại. Tóm lại mình không muốn chế trở quá khứ chỉ vì thiếu hiểu biết đâu. Hiện tại có quá nhiều sách hay, phim hấp dẫn, cảnh đẹp, món ăn ngon, con người thú vị đang chờ mình khám phá. Vậy nên sắp tới mình sẽ tìm hiểu thêm những cái vấn đề lịch sử. Vấn đề thứ ba mình rút ra được đó chính là ok, nếu Thượng Đế là người đã lập trình những cái vũ trụ này, vậy thì mỗi người chúng ta chính là một nhân vật game nhập vai trải nghiệm. Chơi như thế nào, kết thúc ra sao phụ thuộc vào cách chơi của mỗi người. Được, nếu đã vậy thì hãy cứ đọc sách vui vẻ, sống cuộc đời mình mong ước và trở thành con người mình muốn trở thành. Cho mình nghe cảm nhận của bạn về hai quyển này nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!